Nếu bạn đang có ý tưởng với việc xây dựng một mô hình trang trại để chăn nuôi trâu bò, hoặc nhu cầu mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh mà bạn không biết bắt đầu từ đâu, lựa chọn loại giống cỏ nào cho phù hợp với vật nuôi của mình và xây dựng chuồng trại như thế nào cho hợp lý. Hôm nay, chúng tôi xin tư vấn đến bạn kiến thức để chọn lựa các loại giống cỏ chăn nuôi phù hợp với trâu bò, đạt năng suất cao, phát triển nhanh và nhiều chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, còn tư vấn đến bạn việc xây chuồng trại như thế nào để cùng kết hợp với việc chăm sóc cỏ cho hợp lý, giúp cho bạn sẽ lựa chọn đúng loại, tiết kiệm được chi phí đầu tư, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế. Trâu và bò là hai loại vật nuôi thuộc loại gia súc lớn, có đặc điểm tương đồng giống nhau về sinh lý và nhu cầu thức ăn. Hai loại vật nuôi này sẽ tiêu tốn một lượng thức ăn rất lớn trong ngày, nên thế, khi trồng cỏ, chúng ta nên chọn những loại cỏ đạt năng suất cao, phát triển nhanh để được cung cấp đầy đủ lượng thức ăn thô xanh hàng ngày. Và chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách các loại giống cỏ chăn nuôi lâu năm thuộc dòng cáo sản đạt năng suất cao như sau. Đầu tiên, chúng tôi xin kể đến loại giống cỏ voi, vì cỏ voi là loại giống cỏ chăn nuôi lâu năm đạt năng suất cao nhất hiện nay. Loại cỏ voi có trên 20 dòng khác nhau, nhưng chúng tôi chỉ giới thiệu tới quý khách 3 dòng cỏ voi tốt nhất phù hợp với trâu bò. Đó là dòng thứ nhất là cỏ VA06 và cỏ voi xanh Thái Lan, chúng tôi thường gọi là cỏ voi có lông. Hai loại cỏ này có đặc điểm năng suất đều giống nhau, nên thế chúng tôi xếp vào chung một dòng. Đây là loại giống cỏ đạt năng suất cao nhất trong tất cả các loại cỏ hiện nay. Và trâu bò là loại vật nuôi có nhu cầu một lượng thức ăn rất lớn, nên thế quý khách nên chọn một trong hai loại cỏ này để trồng sản xuất đại trà. Dòng thứ hai đó là cỏ voi xanh không lông. Đây là loại cỏ voi có đặc điểm không có lông, non mềm, có nhiều chất dinh dưỡng và đạt năng suất cao. Nếu quý khách muốn thu hoạch cỏ cho trâu bò ăn mà không bị sốt và muốn vật nuôi của mình ăn không bị rát miệng thì nên trồng loại cỏ này để làm thức ăn chăn nuôi. Dòng thứ ba là cỏ voi luồn. Đây là loại giống cỏ chăn nuôi mới đang được nhiều người ưa chuộng. Ưu điểm của cỏ này không có lông, cao khoảng 1m2, thân cỏ rất non mềm, có vị ngọt, nên các loài vật nuôi rất thích ăn. Quý khách có thể trồng loại cỏ này để làm thức ăn thêm, thay đổi khẩu vị thức ăn hàng ngày cho trâu bò. Tiếp theo, loại giống cỏ chăn nuôi thứ hai phù hợp với trâu bò, phát triển rất nhanh và đạt năng suất rất cao, đó là giống cỏ Siné. Cỏ Siné hay còn gọi là cỏ xả lá lớn, đây là giống cỏ chăn nuôi lâu năm có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các loại cỏ. Cỏ phát triển theo dòng bụi, thân cỏ không có lông, lá non mềm và phù hợp với rất nhiều loại vật nuôi khác nhau, nên thế cỏ Siné được rất nhiều người ưa chuộng. Cỏ Siné có hai loại, đó là Siné Mambasa và Siné TD58. Cỏ Siné Mambasa phù hợp với quý khách có nhu cầu trồng cỏ ở ngoài khu vực có chứa nhiều ánh sáng, còn Siné TD58 phù hợp với các mô hình trồng cỏ xen canh cây ăn quả, nơi chứa nhiều bóng râm để lấy thêm nguồn thức ăn chăn nuôi. Loại cỏ này đang được các công ty bò sữa lớn trồng nhiều vì cho giá trị dinh dưỡng cao, giúp bò tiết lượng sữa nhiều hơn và có thể dùng làm ủ chua rất dễ dàng. Loại giống cỏ chăn nuôi thứ ba đó là giống cỏ Mulatto 2, dùng cho trâu bò cũng rất tốt, vừa chịu lạnh tốt và vừa chịu hàng cũng khá cao, cỏ non mềm và chứa nhiều chất dinh dưỡng, cỏ có sức đề kháng tốt trong mọi điều kiện khí hậu môi trường khác nhau. So với cỏ Siné thì cỏ Mulatto 2 có chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đây là giống cỏ chăn nuôi lâu năm và cũng đang được các công ty sữa lớn nhân rộng và phát triển. Chúng ta nên trồng loại cỏ này để bổ sung thêm nguồn thức ăn thô xanh cho vật nuôi, để thay đổi khẩu vị thức ăn hàng ngày cho vật nuôi. Loại giống cỏ chăn nuôi thứ tư dành cho trâu bò đó là giống cỏ Rugi. Cỏ Rugi là loại giống cỏ chăn nuôi lâu năm chịu sức giảm đàn rất tốt. Đây là loại giống cỏ cho năng suất cao, dùng cho các chủ trang trại có thể trồng để làm bãi chăn thả trực tiếp trên đồng ruộng để làm khu vui chơi giải trí cho vật nuôi. Tuy nhiên, quý khách cũng có thể trồng và thu hoạch từng đợt cho vật nuôi ăn hàng ngày để vật nuôi được thay đổi khẩu vị thức ăn thường xuyên, tránh tình trạng vật nuôi ăn một loại cỏ sẽ nhanh chán miệng. Loại giống cỏ chăn nuôi thứ năm đó là cỏ Babalim, cũng phù hợp với trâu bò. Đây là loại cỏ có ưu điểm chịu ngập úng rất tốt, đồng thời cũng sống được ở trên khô. Đây cũng là giống cỏ chăn nuôi phát triển lâu năm và cho năng suất cao, phù hợp với các hộ dân thiếu đất canh tác, có thể cải tạo thêm đất ruộng để trồng cỏ, lấy thêm nguồn thức ăn chăn nuôi trâu bò. Vì đất ruộng sẽ có một mùa khô và một mùa mưa, nên thế giống cỏ Babalim sẽ phù hợp nhất vì cỏ có thể chịu được hạn và chịu được cả ngập úng. Giống cỏ chăn nuôi thứ sáu thuộc dòng họ cao lương, đó là cỏ Sudan Light.
có Sudan Light, có đặc điểm giống với cây ngô, phát triển rất nhanh, thân không có lông, có vị ngọt nên thế trâu bò rất thích ăn. Loại giống cỏ này được các chủ trang trại trồng thay thế cho cây ngô vì ưu điểm của cỏ so với cây ngô là phát triển nhanh nên đạt năng suất cao hơn và trồng một lần cho thu hoạch từ 4 đến 7 lần mới phải trồng lại. Trên đây là 6 loại giống cỏ chăn nuôi lâu năm, phù hợp nhất với trâu và bò, phát triển nhanh, đạt năng suất cao và nhiều chất dinh dưỡng. Chúng ta nên ưu tiên chọn các loại giống cỏ chăn nuôi đạt năng suất cao để trồng trước. Khi đã ổn định được nguồn thức ăn thô xanh thì mới tính đến việc trồng thêm các loại cỏ khác để làm thức ăn phổ béo. Trên một mảnh ruộng, quý khách nên trồng nhiều loại cỏ thì càng tốt, sẽ thay đổi được khẩu vị thức ăn cho bò thường xuyên, giúp kích thích nhu cầu ăn uống hàng ngày cho bò. Nếu quý khách chỉ trồng một loại cỏ thì vật nuôi sẽ nhanh chóng chán miệng và không cung cấp được đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng giống như con người khi chỉ ăn một loại thức ăn chẳng hạn như cá cũng sẽ nhanh chán miệng và trở nên gầy đi. Ngoài 6 loại giống cỏ trên, chúng tôi cũng có các loại giống cỏ chăn nuôi có rất nhiều chất dinh dưỡng như cỏ stylo, thuộc dòng họ đậu, trồng để làm thức ăn thêm phổ béo, trộn lẫn thức ăn để kích thích nhu cầu ăn uống cho trâu bò. Cỏ alfalfa lên lăng cũng thuộc họ đậu, nhiều chất dinh dưỡng nhất trong tất cả các loại cỏ, dùng trong chăn nuôi phổ béo, nhưng hai loại cỏ này năng suất không cao như các loại cỏ trên, phù hợp với các loại vật nuôi trung bình và nhỏ, nên thế chúng ta chỉ trồng cho ăn thêm. Ngoài ra còn có giống cỏ yến mạch trồng vào mùa đông cho bò, phù hợp với các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta. Tại vì vào mùa đông, các loại cây cối cũng như các loại giống cỏ sẽ chậm phát triển hơn, nên thế dẫn tới tình trạng thiếu thức ăn cho trâu bò có thể xảy ra. Còn giống cỏ yến mạch là giống cỏ thuộc khí hậu ôn đới, càng lạnh có càng phát triển, nên thế loại cỏ này trồng vào mùa đông sẽ giúp chúng ta bổ sung thêm nguồn thức ăn xanh cho trâu bò, không lo thiếu cỏ. Trên một mảnh đất, năng suất cỏ đạt được nhiều hay không sẽ tùy thuộc vào các yếu tố như sau. Thứ nhất, chất dinh dưỡng của đất có cao hay không sẽ dẫn đến hiệu quả năng suất. Thứ hai, điều kiện khí hậu môi trường khô hay lạnh cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của cỏ. Thứ ba là cách chăm sóc của chúng ta. Nên thế, nếu tính quyết định sản lượng cỏ đạt được bao nhiêu tấn trên 1 hecta, nhiều khi sẽ không đúng với hiện tại mà bị thay đổi bởi các yếu tố trên. Nên thế, quý khách cần lưu ý để tính đúng lượng thức ăn thô xanh cho trâu bò. Còn trọng lượng ăn cỏ của bò trên một ngày thường là chiếm 10% của trọng lượng cơ thể. Nếu 1 hecta, quý khách có thể nuôi được 13 đến 15 con bò, tùy theo bò lớn hay nhỏ. Tương đương một con bò thì chúng ta cần trồng 600 đến 700 mét vuông mới đủ và phục vụ mô hình chăn nuôi bò nhốt chuồng. Quý khách lưu ý khi chăm sóc cỏ chúng ta nên hạn chế phân bón hóa học, ưu tiên nhiều phân chuồng để cỏ lưu gốc được nhiều năm hơn. Trên đây là những kiến thức lựa chọn giống cỏ phù hợp với mô hình chăn nuôi trâu bò và những tư vấn về cách thức xây chuồng trại để tạo nên vòng quay chăm sóc cỏ cho hợp lý. Để tìm hiểu chi tiết và đặt mua các loại giống cỏ, quý khách vui lòng truy cập vào website giongcogiarẻ.com.vn để xem thêm chi tiết hoặc bình luận ngay dưới video để được nhân viên của công ty chúng tôi tư vấn. Quý khách hãy đăng ký ngay kênh chúng tôi để được cập nhật thêm các loại giống cỏ chăn nuôi tốt nhất hiện nay. Đơn vị chúng tôi luôn nghiên cứu và update thêm về các loại giống cỏ chăn nuôi, lựa chọn ra những giống có gen trội, phát triển nhanh, đạt năng suất cao để cho người dân áp dụng vào mô hình sản xuất kinh doanh, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao nhất. Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay hotline tại phần mô tả video này. Xin chân thành cảm ơn.